Ây, hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về thứ nhất là về thông báo mới của Ligobyte, đó là xử lý các tài khoản đặt tên sai quy định. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho người những cái tên tài khoản nào bị sai quy định, và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn thể đặt tên hợp lý, tránh trường hợp mà các bạn bị khóa tài khoản nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây một người like, ra đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn, để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và phần đầu tiên là thông báo xử lý các tài khoản sai tên quy định như sau. Thì xin chào các kiện tướng, hội đồng Ligobyte sẽ gửi các bạn một số tài khoản lợi dụng kẽ hở hoặc phần mềm thứ ba để sửa sai tên quy định, ảnh hưởng tới trải nghiệm game của những người chơi khác, như là sử dụng bảng mã màu này, hay đặt tên dài quá số ký tự quy định này, hay đặt chứa các từ cấm. Thì các bạn nên nhớ giúp mình, thì thứ nhất là các bạn biết là những cái tên nào mà đặt sai bảng màu ấy, nghĩa là bình thường các bạn sẽ thấy là tên nó sẽ có một cái màu và đồng bộ đúng không, nhưng mà nhiều bạn sẽ đổi thành xanh đỏ tím vàng gì đó, nó sẽ loạn hết lên. Và khi các bạn vào trong game ấy, thì các bạn sẽ thấy là một ký tự nó rất là dài, và khi một ký tự dài và kiểu nó loằng ngoằng như vậy thì khiến cho những người chơi khác kiểu như rất là tức mắt. Thứ hai là tên dài quá số ký tự quy định, thì các bạn sẽ thấy là nhiều, bình thường là các bạn chỉ đặt được 12, tối đa là 12 ký tự thôi đúng không, nhưng bây giờ các bạn đặt lên 13 trở lên là các bạn đã bị phạt rồi nhé. Đó, hoặc chứa các từ cấm, ví dụ các từ cấm như kiểu là không thích những thuần phong mỹ tục như các bạn, ví dụ như là những cái từ kiểu như là chửi bậy, hay là những cái từ kiểu như là từ cấm ấy, tại lại là những cái từ mà không đúng với thuần phong mỹ tục, các bạn cảm thấy là cái từ nào mà không đúng thì nó sẽ bị khóa đấy, đại loại là các bạn sẽ bị phạt. Và do đó chúng tôi sẽ xử lý các tài khoản vi phạm như sau: từ 00:00 ngày 26/3/2024, tức là ngày hôm nay là cũng là ngày 20 rồi, thế là chỉ còn 6 hôm nữa thôi là các bạn phải buộc các bạn phải đổi tên về tên hợp lệ. Những tài khoản vẫn còn sử dụng tên không hợp lệ sẽ bị đổi về tên ngẫu nhiên, và các bạn nên nhớ cho mình những cái tài khoản nào mà tên không hợp lệ thì lập tức là sẽ bị đổi về tên ngẫu nhiên, và cấm tài khoản vào mức độ tùy mức độ vi phạm. Thì trung bình những cái nick nào mà kiểu như là mình nghĩ là những cái tên nào mà kiểu như là đặt sai tên quy định, ví như là ký tự dài tầm khoảng 1-2 ký tự thôi đấy, thì khả năng là các bạn sẽ bị phạt, thứ nhất là bị khóa một ngày cho đến một tuần. Còn sử dụng bảng mã màu ấy thì các bạn sẽ có thể là khóa đến tầm khoảng 30 ngày. Còn sử dụng các từ cấm thì các bạn biết là từ cấm thì nó cũng xem sử dụng bằng mã màu có thể là nó sẽ khóa lâu hơn một chút đó. Và các bạn nên nhớ giúp mình nhé, cái này rất quan trọng: những tài khoản vi phạm đã đổi lại tên hợp lệ trước mốc thời gian từ ngày 26/3, có nghĩa là trước 00:00 ngày 26/3, tức là đến 11:59, có nghĩa là 11:59 ngày 25/3 đấy, thì các bạn sẽ không bị xử lý. Thế nên hiện tại bây giờ anh em nào mà sửa sai tên quy định thì các bạn hãy nhanh tay vào game, các bạn vào các bạn đổi đi, chứ không thì nhiều khi các bạn vào có thể là bị khóa rất là lâu, không khóa vĩnh viễn, không phải khóa mấy năm, nhưng mà đại loại là các bạn sẽ bị khóa tới tầm 30 ngày trở lên. Thế nên là các bạn hãy nhanh tay vào game để đổi nhé. Và để xử lý các tài khoản sẽ tài khoản vi phạm ấy thì sẽ bị cưỡng chế đổi tên tài khoản. Thứ nhất là bị các bạn, những tài khoản nào sai phạm ấy sẽ bị, thứ nhất là đổi tên tài khoản này, và nếu cố tình vi phạm các tài khoản sẽ bị cưỡng chế đổi tên, đồng thời sẽ bị khóa tài khoản 30 ngày hoặc có thể là nhiều hơn, hoặc là khóa tài khoản sẽ lâu một chút, nó sẽ tầm có thể đến vài tháng chẳng hạn, tùy theo mức độ vi phạm của bạn. Và nếu kiện tướng phát hiện ra những trường hợp vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận chăm sóc khách hàng của Ligobyte để xử lý kịp thời những cái tài khoản như này. Ví dụ như cái tài khoản nào mà đặt tên sai bảng mã màu này, hay các bạn đặt tên kiểu như linh tinh bậy bạ ấy, thì các bạn có thể là xử lý luôn, các bạn báo cáo bên chăm sóc khách hàng để xử lý luôn. Thì xin cảm ơn các kiện tướng đã ủng hộ Ligobyte trong thời gian qua, và mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ trong tương lai. Thì theo mình đánh giá là đợt trước mình đã làm một cái video là cảnh báo các bạn rồi đấy. Thì cái thực trạng mà đổi tên xanh đỏ tím vàng này đã xảy ra tầm khoảng 2021 rồi mọi người. Đến năm 2024 thì Gana họ bắt đầu xử lý mạnh như đợt này. Đấy, thế đây là ví dụ những cái tên nào, ví dụ như là Linh xin lỗi này, hay là các bạn sẽ thấy là nó nhiều, bạn sẽ còn rất nhiều màu. Đấy, lại cái tên như này thì cũng bị sai phạm nha mọi người. Tên như này cũng bị sai phạm.
Và một số bạn sẽ hỏi mình là nếu mà các bạn bị cách ra như này có bị sai phạm hay không? Nếu mà tách ra như này, cách dấu cách như này các bạn vẫn bị vi phạm nha mọi người. Các bạn tên các bạn phải thứ nhất là tên ví dụ như tên như này, thứ hai là các bạn không được cách. Đấy, các bạn có thể là phân cách nhau bằng những cái ký tự ở trong game được. Tại vì ký tự lát mình sẽ chia sẻ các bạn sau nhé. Đấy, loại là cái tên, hai cái tên vừa rồi là đều bị vi phạm. Còn họ sẽ xử lý theo tùy mức độ thôi. Cái tên cách kia thì mình nghĩ là họ sẽ phạt tầm cùng lắm là tầm khoảng 24 giờ một ngày hoặc là có thể 7 ngày thôi, chứ không quá nặng như là tên bảng mã màu hay là tên không đúng với thuần phong mỹ tục. Đó, ví dụ như tên của mình chẳng hạn, thì tên này của mình thì sẽ không bị vi phạm. Thứ nhất là các bạn có thể đặt là tên theo dạng là in hoa, in thường được. Hoặc là các bạn có thể đặt ký tự như là chấm phẩy, sao hay là đại loại là các bạn có thể là sử dụng các dấu chấm được. Đấy, thì sau đây mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Còn cái dấu sao như không được hay sao ấy, đại loại là các bạn sẽ chỉ dùng chấm phẩy được thôi. Đấy, trong đây thì dấu chấm than các thứ thì được, dấu hỏi thì được. Thế nên là ví dụ dấu chấm, ví dụ như là một số cái ký tự, lát mình sẽ cho các bạn xem nhé. Và các bạn nên nhớ giúp mình nhé, thì khi các bạn bị kiểu đổi tên ấy, thì thứ nhất là các bạn phải, như anh em nào mà kiểu như ham những cái đổi tên, ví dụ như cái tên ký tự dạng như này là bị phạt nhé. Thì tên ký tự như này các bạn phạt khả năng rất là nặng, bởi vì là nó kiểu như là các bạn sử dụng những cái kẽ hở của Liên Quân này, các bạn kiểu như cố tình các bạn vi phạm ấy, thì Gana họ sẽ xử phạt rất là nặng. Còn những anh em nào mà kiểu sử dụng phần mềm thứ ba, các bạn biết đấy, sử dụng phần mềm thứ ba ít nhất là các bạn phải khóa đến 1 năm liền. Nếu anh em nào sử dụng phần mềm thứ ba là can thiệp vào để các bạn đổi tên thì các bạn biết là nó ngang với hack đấy, có thể là 1 năm hoặc có thể là 6 tháng. Mình nghĩ là nếu tên đổi tên thì nó sẽ nhẹ hơn một chút, có thể là vài tháng hoặc là cùng lắm là 1 tháng đấy, nhưng mình không biết đâu được. Thì tốt nhất là các bạn cứ đổi lại tên theo đúng quy định đi. Ví dụ các bạn ví dụ đặt như mình, ví dụ bát mông ba chẳng hạn, hay là cái tên ở cái phần mô tả như này, cái tên giới thiệu như này, thì các bạn cũng nên là đổi thành cái gì đó, chứ không nên là các bạn đổi những kiểu tên ký tự như này hoặc là tên màu cái thứ. Các bạn ham tên màu làm gì đâu, đúng không? Các bạn đặt tên kia được rồi cứ ham tên màu. Nhiều bạn kiểu như cứ thích màu mè đấy nhá, cứ thích màu mè như thế, xong khi nào bị khóa tài khoản thì lại kêu trời kêu đất lên anh em. Ví dụ một số bạn sẽ hỏi mình là nếu các bạn đặt dấu được không, thì các bạn không đặt dấu được nhé. Những cái tên này các bạn không đặt dấu ở đâu. Thứ hai là các bạn sẽ khi các bạn bấm như này thì các bạn không tách được nhé. Các bạn nếu anh em nào mà sử dụng mà kiểu như là nick các bạn mà các bạn trông ấy nó kiểu nó tách như kiểu dấu cách ra đấy để các bạn phân biệt ấy, thì các bạn cũng bị vi phạm, nhưng mà nó sẽ vi phạm nhẹ. Còn các bạn sử dụng là chấm phẩy hay dấu gạch như này là đều được nhé, hay là dấu những cái dấu như này là được, ok không sao cả. Chủ yếu là thứ nhất là các bạn sẽ không quá ký tự, có nghĩa là không quá 12 ký tự. Đấy, như này các bạn Phan Anh Trường này, các bạn bị quá này, chữ mình bị thiếu chữ G này. Đấy, và không có dấu nhé mọi người. Nếu các bạn đặt dấu thì họ sẽ đổi lại tên cho các bạn thôi, chứ còn mình nghĩ là sẽ không bị vi phạm gì nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là sẽ tầm bao nhiêu ký tự nó mắc nhé. 11 này, 12 này. Ồ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này, 10, 11, 12, tầm khoảng 12 ký tự. Đấy, tối đa là các bạn sẽ đổi 12 ký tự. Nếu các bạn nào vượt quá 12 ký tự đó thì sẽ bị xử lý theo quy định, tùy theo mức độ. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Ví dụ như là cái nick Kim Sensu này, hay là cái nick Minh Set Boy này đều bị nhé. Hay là Kha Đẹp Dai thì không bị nhé. Hay là Nê Nam này bị này, bị khóa ấy mọi người. Hay là tên LBDU này cũng bị khóa này, cũng bị sai quy định này. Hay là tên nước ngoài cái tên Hàn kia thì mình cũng rõ. Hay là tên Linh xin lỗi này thì cũng bị xử lý nha mọi người. Xem còn tên nào nữa không. Liver Yoga Úc này thì mình nghĩ là sẽ không bị đâu. Tên này thì bình thường. Đấy, ví dụ như cái nick này là bị này, bị xử lý. Mình đảm bảo các bạn là nick như này thì các bạn sẽ bị xử lý tới 100%, không thể nào mà các bạn tránh được. Đấy, mình khẳng định các bạn luôn là nick như này thì chắc chắn là các bạn sẽ bị. Đấy, không thể nào mà thoát được. Rồi. Đấy, ví dụ cái tên hit này. Rồi, cái tên như này thì các bạn bị xử lý vi phạm là tới 100% rồi, không thể nào mà thoát được cái tên như này được. Đấy. Tên như này thì các bạn sẽ bị xử lý 100% rồi. Sai quy định rõ ràng, các bạn nhìn nên là nhận biết được ngay.
hay là cái tên ví dụ như là tên Uyên Nhi này thì Uyên Uyên Nhi này thì sẽ không bị làm sao nhé. Thế đó thì đúng quy định rồi. Bây giờ xem bạn bè mình xem có nhiều người bị không, xem có nhiều người kiểu như tên sai quy định không. Ví dụ như là TikTok ví dụ của Shizuka thì các bạn biết là tuyển thủ Shizuka hay mọi người thì sẽ không bị nhé. Đấy, bạn đặt tên nó thì sẽ không bị. Hay là lớp Ngân này, các thứ đại loại là bạn bè mình kiểu như thấy đặt tên sai khá là nhiều, gọi tình trạng gọi là đặt tên là sai quy định rất là nhiều. Hoài Khánh 201 này bị rất là cao. Thế này là các bạn hãy nhanh tay đổi cho mình trước ngày 26 tháng 3 nhé. Đấy, thì nếu các bạn thắc mắc gì các bạn thể bình luận bên dưới giúp mình nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.